Các sếp ở đây có thể có trong đầu một vài cái công việc sẵn rồi mà nghĩ là có thể Kiệt sẽ phù hợp hơn em. Em cảm thấy bạn có một cái phần hơi thiệt thòi hơn bạn Phan Kiệt một tí ở cái khả năng diễn đạt. Nhưng mà cái lý do mà mọi người cảm giác là Kiệt tốt hơn á là vì bạn đó có cái cấu trúc của cái câu trả lời rất là tốt. Sao Tiến lại vote cho Sơn Tùng? Mà tôi nghĩ là đối với một người mà thực sự có tố chất mà tốt với một công việc nào đó thì người ta phải luôn luôn thấy là cái cơ hội để người ta hoàn thành tốt công việc của mình ở bất kỳ nơi đâu. Và những người sếp mà có kinh nghiệm sẽ quan sát và thấy là đây là một nhân viên có thực sự sống với công việc của mình hay không, và có thực sự muốn làm công việc của mình tốt nhất hay không. Hãy đón xem Cơ hội cho ai mùa năm phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.